Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thái Bình tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trăm hộ dân huyện Vũ Thư đã đấu nối sử dụng nước sạch sinh hoạt. Nhiều học sinh nghèo được đến trường từ sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đông Hưng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Cao, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh. Thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8, đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực về chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nội dung, phương pháp, quy trình công tác cán bộ có những đổi mới, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ngành, cơ quan, đơn vị. Việc tuyển dụng công chức viên chức, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, đảm bảo dân chủ đúng quy trình. Cán bộ đảng viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Hàng năm công tác đánh giá phân loại cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Công tác đào tạo cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, tạo nguồn cán bộ, quy hoạch bổ nhiệm được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ có cơ hội phát huy trình độ năng lực. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề như công tác điều động luân chuyển cán bộ và đánh giá cán bộ được luân chuyển, việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của cấp ủy các cấp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 3 trong thời gian tới. Phải tiếp tục đổi mới triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ. Nghiên cứu, rà soát, xây dựng, sửa đổi quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ của tỉnh, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, và không nể nang, né tránh trong công tác đánh giá cán bộ, phải gắn việc đánh giá cán bộ với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ tín nhiệm thấp, không đủ điều kiện tiêu chuẩn, đồng thời lựa chọn những cán bộ có đủ điều kiện tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển để bổ sung vào quy hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy các cấp, các đơn vị tiếp tục đổi mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, gắn đào tạo với thực tiễn, đẩy mạnh công tác luân chuyển, xây dựng kế hoạch luân chuyển cho từng năm, rà soát sửa đổi bổ sung về quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp sở ngành, phòng ban và tương đương, làm tốt công tác tuyển dụng công chức viên chức, có chính sách thu hút người tài, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ và công tác kiểm tra giám sát. Việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Sáng nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo chính phủ cùng 4 thành viên chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu. Buổi sáng, sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 14.
Tiếp đến, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề về công tác quản lý thuế, giải quyết nợ động thuế, thanh tra kiểm tra, chống thất thu thuế, chuyển giá, đảm bảo nền tài chính an toàn bền vững, giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng về việc điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Y tế Thái Bình. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát. Trong năm 2017, toàn tỉnh không xảy ra dịch lớn, dịch nguy hiểm. Dịch sốt xuất huyết được kiểm soát tốt, không có trường hợp tử vong. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có nhiều điểm mới, thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu và khám chữa bệnh. Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp được đẩy mạnh tại tất cả các đơn vị. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc thí điểm khám chữa bệnh theo yêu cầu, công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm từ nguyên liệu đầu vào tại các cơ sở sản xuất, khó khăn trong tuyển dụng viên chức y tế, tình hình an ninh trật tự bệnh viện. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế lưu ý cập nhật thường xuyên và thống nhất các số liệu trong báo cáo, đảm bảo phản ánh đúng hoạt động của ngành, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý, thường xuyên nâng cấp cơ sở hạ tầng bệnh viện, quan tâm đầu tư về nhân lực và trang thiết bị cho trạm y tế xã, đảm bảo phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đẩy mạnh hơn nữa vấn đề quản lý, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến của đại biểu và tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Thái Thụy tổ chức tiếp xúc cử tri 9 xã thị trấn với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện. Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự buổi tiếp xúc. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông báo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng từ đầu năm tới nay, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện. Nhìn chung, cử tri bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh và huyện từ đầu năm tới nay. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri các xã kiến nghị đề xuất một số kiến nghị về vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, việc tích tụ ruộng đất, chương trình nước sạch và thực hiện các dự án khu công nghiệp ven biển, các chế độ chính sách cho người có công đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng tới lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thay mặt các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân bầu tại khu vực đã tiếp thu ý kiến của cử tri và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến phản ánh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới. Sáng nay, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Thái Bình tổ chức tập huấn triển khai luật tín ngưỡng tôn giáo. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu những nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đây là lần đầu tiên quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được luật hóa một cách cụ thể, đầy đủ thành một chế định riêng và có nhiều điểm mới so với pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004. Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị giảng viên lớp tập huấn tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi nhất, trọng tâm nhất của luật để truyền đạt tới học viên một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Đối với các học viên cần nêu cao tinh thần tự giác, tập trung lắng nghe, chú ý thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc để tìm ra phương án giải quyết kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá bước đầu cho thấy áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho năng suất và hiệu quả cao hơn so với nuôi truyền thống. Chi cục thủy sản đang đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao cho nông dân hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Hiện nay diện tích nuôi tôm nước lợ của tỉnh đạt gần 3.000 ha. Trong đó diện tích nuôi tôm sú chiếm gần 2.700 ha, còn lại là nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên diện tích nuôi tôm theo hình thức thâm canh truyền thống vẫn chiếm đa số, năng suất trung bình 4 tấn trên 1 ha với 2 vụ trên 1 năm, hiệu quả không cao hay bị dịch bệnh. Hiện nay chi cục thủy sản tăng cường cử cán bộ phối hợp với hai huyện Thái Thụy Tiền Hải, trực tiếp cử cán bộ xuống khảo sát tại các đầm tôm, hướng dẫn kỹ thuật và quy trình nuôi tôm công nghệ cao. Trong đó tập trung vào các nội dung quyết định tới năng suất và chất lượng của tôm như con giống, môi trường nước, thức ăn. Cùng với đó, tham mưu giúp tỉnh đề ra các cơ chế chính sách trong hỗ trợ giống vốn để các hộ dân cải tạo ao đầm, áp dụng phương thức nuôi mới giúp nâng cao giá trị sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Vũ Thư vừa tập trung vận động xã hội hóa xây dựng các nhà máy nước sạch, vừa đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện chất lượng đời sống, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đã có 95% người dân Vũ Thư đấu nối sử dụng nước sạch, là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân dùng nước sạch cao nhất tỉnh. Gia đình ông Vũ Nam Phương ở thôn Bồng Điền Nam, xã Tân Lập, trước đây sử dụng nước mưa cho sinh hoạt của gia đình. Khi xây dựng xong ngôi nhà mới, cũng là lúc địa phương có nước sạch, nên ông Phương tích cực hưởng ứng. Gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên trong thôn đấu nối sử dụng nước sạch. Nước giếng nó vàng, từ khi có nước máy này thì nước nó sạch, tôi xài rất yên tâm. Còn về nước thì rất khỏe, mạnh. Hiện nay, tỷ lệ người dân đấu nối sử dụng nước sạch của huyện Vũ Thư đạt gần 95%. Là một trong những địa phương có tỷ lệ đấu nối cao nhất tỉnh. Trong đó có 6 xã, tỷ lệ đấu nối đạt 100%. Chính quyền các địa phương đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân, phối hợp với đơn vị cấp nước giải quyết các khó khăn vướng mắc để họ yên tâm sử dụng. Việc mà công bố công khai bằng các hình thức chất lượng nước tới người dân thì cũng làm cho người dân yên tâm hơn và cái ý thức sử dụng cái nguồn nước sạch thì ngày càng tốt hơn và cũng hiểu được là các cái loại nước như là nước sạch cho nhà máy cung cấp, rồi nước mưa hoặc là các cái nước khác thì thấy rằng là cái nước nhà máy cung cấp thì nó có cái độ an toàn hơn. Theo cái hướng dẫn của ban chỉ đạo, 6 quy trình và 6 bước, nên là người dân người ta tin. Hai nữa là doanh nghiệp hứa như thế nào, cam kết nào thì làm đúng như vậy. Cho nên là từ cán bộ lãnh đạo xã cho đến thôn, đến dân, người ta tin tưởng thì là người ta đấu nối. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, huyện Vũ Thư vận động và tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại và nâng công suất cấp nước để phục vụ nhân dân. Từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời hoàn thiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đối với huyện ủy thì đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, huyện ủy viên phụ trách các xã thị trấn cùng với các phòng ban chuyên môn của huyện xuống kiểm tra, đôn đốc, tổ chức tuyên truyền để nhân dân tiếp tục đấu nối. Cái thứ hai là yêu cầu các doanh nghiệp là phải nâng cao cái chất lượng nước cũng như là nâng cao cái công suất cấp nước, làm sao cho nước đảm bảo chất lượng và đảm bảo cái công suất để nhân dân sử dụng nó có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện đúng tiến độ của dự án, công khai kết quả kiểm tra chất lượng nước và giá bán nước. Đồng thời, bảo đảm đúng 4 yêu cầu do nhà nước quy định đối với nhà đầu tư cấp nước sạch là chất lượng, lưu lượng, áp lực và tính liên tục. Đó là việc làm mà huyện Vũ Thư đã triển khai để tạo được niềm tin cho nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch của huyện. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 57 năm truyền thống trường và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự. Năm 2008, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Y tế Thái Bình và trước đó là Trường Y sĩ Thái Bình. 57 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã đào tạo hàng nghìn cán bộ y tế đa ngành, thành thạo chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở y tế và công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện trường đào tạo 10 ngành chính quy với quy mô 2.800 học sinh, sinh viên, trong đó hệ cao đẳng chiếm trên 68%. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ theo đúng quy định. Với bề dày thành tích, trường đã được nhà nước, chính phủ, Bộ Y tế, các bộ ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng biểu dương những thành tích đạt được và đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm tạo điều kiện cho người học được chủ động lựa chọn ngành nghề, phát huy tối đa các thế mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và giảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập, tạo nền tảng vững chắc cho việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh về mọi mặt. Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã được Chính phủ tặng cờ thi đua và nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Phạm Quang Hòa, hiệu trưởng nhà trường được trao tặng huân chương lao động hạng nhì. Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục đào tạo huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị thi đua hai tốt và phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học mới.
với 7 trên 11 tiêu chí xếp thứ nhất tỉnh. Năm học 2016-2017 là năm học thứ 12 liên tục, ngành giáo dục đào tạo huyện Đông Hưng dẫn đầu khối huyện thành phố trong tỉnh. Cũng trong năm học qua, 11 tập thể và 12 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 2 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 1 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2016-2017. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo Đông Hưng tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học bàn tay nặn bột ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, coi trọng việc thực hành vận dụng phát triển hình thức dạy học tích hợp, khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua đã được tuyên dương khen thưởng. Năm học 2016-2017, lĩnh vực giáo dục đào tạo, huyện Thái Thụy xếp thứ 3 trên 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Ngành học mầm non, 100% nhóm lớp xếp loại tốt và khá. Khối tiểu học và trung học cơ sở đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức học tập, các hình thức trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99%, tuyển sinh vào lớp 10 xếp thứ 2 toàn tỉnh. Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning lần thứ 4, huyện Thái Thụy tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước. Thưa quý vị và các bạn, xung quanh chúng ta vẫn còn có những em nhỏ đi học trong nỗi lo nặng trĩu về cơm áo gạo tiền. Thấu hiểu điều này, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt việc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ về vật chất tinh thần, tiếp sức cho các em trên con đường đến trường. Năm nay 13 tuổi, em Bùi Thị Thái Huyền ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng đã hơn 7 năm sống trong cảnh vắng cha. Mẹ em gần 60 tuổi, sức khỏe yếu, không có công việc ổn định. Ngoài tập trung vào việc học như bao bạn bè cùng trang lứa, Huyền còn phải giúp mẹ lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền. Vậy nhưng, cô trò nhỏ ham học này năm nào cũng đạt học sinh giỏi, học sinh dẫn đầu lớp. Với mong muốn giúp con đường đến trường của Huyền bớt đi những khó khăn, Hội Chữ thập đỏ huyện và xã thường xuyên đến thăm, động viên gia đình Huyền. Hàng năm em đều nhận được sự giúp đỡ, kể cả vật chất lẫn tinh thần, từ nhà trường, đoàn thể địa phương và Hội Chữ thập đỏ các cấp, giúp em tự tin hơn vào bản thân. Huyện Đông Hưng hiện có hàng trăm học sinh hoàn cảnh khó khăn, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện phối hợp với các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ thường xuyên. Trong đó, có 30 em được bảo trợ gạo đều đặn hàng tháng. 28 em được nhận học bổng từ 400 đến 700 nghìn đồng một tháng. Hội cũng chỉ đạo chi hội Chữ thập đỏ các nhà trường làm tốt công tác xây dựng quỹ vì học sinh nghèo, phát động phong trào nuôi heo đất tình thương, giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên trong học tập. Chính là cái tấm lòng tình cảm của các đồng chí trong Hội Chữ thập đỏ đã tạo niềm tin và lòng tin đối với lại cán bộ giáo viên chúng tôi và với các em học sinh. Và công tác Chữ thập đỏ và đặc biệt là cái sắc màu Chữ thập đỏ vẫn luôn luôn đồng hành cùng với các em trong quá trình các em đến trường. Chúng tôi sẽ có những cái công văn chỉ đạo đến các trường, đề xuất những trường hợp khó khăn để chúng tôi kêu gọi vận động, lập danh sách kêu gọi vận động các nhà mạnh thường quân, các cửa tổ chức, các cơ quan để cùng vào cuộc với chúng tôi làm cái công tác nhân đạo từ thiện. Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Chữ thập đỏ các cấp đang hướng tới. Sự quan tâm của hội với những đối tượng kém may mắn chính là nguồn động viên giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ thế, những phong trào, hoạt động của hội còn giáo dục cho học sinh tại các nhà trường về tình yêu thương, chia sẻ và tinh thần, tương thân, tương ái. Hiện nay, tình trạng vi phạm chỉ thị số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ ở một số địa phương đang tái diễn và có diễn biến phức tạp, trong đó huyện Vũ Thư là một điển hình. Sau một thời gian ra quân triển khai thực hiện khá nghiêm túc chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày ra quân thực hiện chỉ thị thì tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường để hàng hóa, làm nơi kinh doanh buôn bán lại tiếp tục tái diễn khá phổ biến ở nhiều xã thị trấn của huyện Vũ Thư, đặc biệt là tại các khu vực thị trấn, thị tứ, các điểm họp chợ và khu vực trung tâm các xã.
nhiều hộ kinh doanh buôn bán ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã ngang nhiên bày hàng quán xuống cả lòng đường. Điển hình như tại các xã Vũ Hội, Tân Phong, Tân Hòa, Minh Lãng, thị trấn Vũ Thư. Để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì trước tiên cần có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, trong đó cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xảy ra vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.